quảng cáo anh em ơi. Ok, hiện tại bây giờ mình đang có một cái shop khác, đó là shopmonsu.com. Anh em có thể truy cập đường dẫn hoặc là có thể lấy link ở dưới phần mô tả của video để truy cập vào shop app của mình để tìm kiếm những cái app game mà mọi người mong muốn bán. Hiện tại bây giờ shop app của mình có khá là nhiều loại game nhưng đa số chỉ là OMG và Q. Ở đây chúng ta có phân loại game, có server chơi của nó và cách giao dịch là bằng cạc hay ATM hay là chuyển khoản. Các bạn có thể bấm vào đây để lọc app. Đấy. Khi các bạn muốn mua app và tìm app mà muốn, các bạn có thể click vào cái app đó và trong cái bài viết đó sẽ có đầy đủ thông tin về app này, ví dụ như giá cả này, máy chủ này, server chơi này, cách thức giao dịch này, link của người bán và số điện thoại của người bán. Anh em có thể liên hệ vào số điện thoại hoặc là link Facebook của người bán để có thể hỏi mua app. Ở bên dưới thì có hình ảnh gọi là sơ qua về cái app của họ. Đấy, đấy là những cái thông tin cơ bản về một con app. Đấy, còn anh em nào mà muốn đăng bán app lên shop app của mình, anh em có thể liên hệ với Facebook cá nhân của mình với một giá một con app đăng lên shop là 20k. Anh em sẽ cung cấp, mình sẽ yêu cầu những thông tin app và anh em sẽ cung cấp thông tin và mình sẽ đăng app của các bạn lên shop của mình. Ok. Ok, chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với channel của mình và tiếp tục đến với Tam Quốc đối địch chế độ mới OMG 3Q và cũng là trò chơi Auto Chat OMG 3Q như cái cách gọi anh em dễ hiểu nhất. À, hôm nay sẽ thử thêm một trận nữa để xem nhân phẩm tuyệt đối của mình như thế nào. Đấy rồi, đồng ý để vào trận nha. Đó, chọn thằng nào bây giờ? Làm con Mạnh Hoạch nhỉ. Mạnh Hoạch này có vẻ cứng, hôm trước gặp nó một lần vẻ cứng. Mạnh Hoạch thì nó sẽ có mấy duyên đấy. Mạnh Hoạch thì có hai duyên, một duyên tanh với một duyên của tướng Thục. Lấy thêm con Phí Y, lấy thêm con Phí Y nữa. Phí Y nữa là có thêm một duyên Thục. Nó có một cái cờ chuyên thuộc này, anh em có thấy đây, tăng cũng là tấn công với HP thôi, giống chuyên ngô nhỉ. Chuyên tanh này cũng tăng cái gì ấy, thể tạm ở đây. Chắc là mình sẽ cố gắng cụ thể hóa nó lên. Ui, chí nhờ, vào trận mua luôn hai thằng ạ. Mở luôn slot mua thêm thằng nữa. Kích hoạt duyên của team Ngụy. Căng ta, khỏe ta. Ờ nhờ, cách đánh này hay này. Có lẽ là bởi vì con game này đâu có nhặt đồ đâu, tại sao mình lại phải chịu thọt này rồi. Mình cũng nâng mẹ luôn, chơi luôn đi nhỉ. Ờ ta, biết ngay từ đầu vậy thì mình cũng chơi theo kiểu này. Lần sau sẽ sử dụng cái bài này. Kích hoạt mua luôn, cho tướng vào lấy tỷ lệ thắng luôn. Bởi vì chúng ta chỉ có 50 máu thôi anh em ạ. Nó chửi nhanh lắm. Tào Nhân à? À, con Tào Nhân thì chữ tay cũng hay lắm này. Tào Nhân thì chữ hay cũng hay lắm. Lấy con Tào Nhân thì về nhá. Ok. Lấy nốt thêm con Tuấn Úc nhỉ? À, Tuấn Du nhỉ? Nghĩ xem. Có nên dùng nốt con Tuấn Du không? Dùng thêm con Tuấn Du nữa đẹp. Con Hoàng Trung này nó có một duyên hình con ngựa với duyên thằng Tào Nhân. Không biết do con ngựa này là duyên gì ta? Nói chung là rất cần những anh em nào biết tiếng Trung hoặc là rành rọt một chút thì có thể vào để dịch giúp mình những cái phần này. Đấy, giúp mình một chút những cái bộ kỹ năng của nó. Và chắc mình nếu như mình rảnh mình sẽ cố gắng làm sắp cho mọi người những cái này. Thời gian chờ. À, số điểm mà mình bị trừ trên máu ấy, nó sẽ bằng số sao của tướng nhá. Số điểm mình bị trừ trên máu nó bằng số sao của tướng. Có nghĩa là tướng ở trên trận mình đang còn sống của team địch ấy, nếu như mà mình thua. À, mẹ có tiểu kiều chân cơ này. Nhưng mà không chơi ngô, không chơi ngụy. À, ngụy có con Tào Nhân, lấy không ta? Lấy Tào Nhân không ta? À, lấy con chân cơ không ta? Lấy cho con ngựa này. Cái này cộng cái gì đấy? Thành công gì đấy? Kỹ năng của Tào Nhân. Kỹ năng của Hoàng Trung. Từ từ. Đang hơi hơi rối. Chưa xác định ở chơi cái gì. Nó ra tướng hơi khó chọn. Nhiều nước quá mình không rõ mình chơi cái gì.
đang cố là cách phun duyên thôi. Nhưng mà mấy bữa nay chơi thì mình thấy có vẻ như là Tim Ngô chơi hay, Ngô chơi hay lắm anh em ạ. Hay là mình biếu biếu mắc tào nhân nhỉ, biếu mắc con tào nhân này nhỉ, sẽ có một kết quả giật tít video huyền thoại trở lại. Nhịp mẹ thua rồi, huyền thoại trở lại. Ôi họa của đôn này, tiểu kiêu này, mã tắc đi. Đấy, mã tắc nó là tướng thục mà. Đấy, mã tắc support xem. Điều gì phải cần tướng support không ạ? Không cần không được đâu. Nâng level cho mã tắc vào này. Chắc chắn là cần. Một là tướng bút máu, hai tướng bút bút nộ, hoặc dùng cả hai. Không thể nào mà không dùng được. Mạnh con tào nhân này mình áp ở cao cao một tí. Con tào nhân này là tướng sao thấp ấy, tỷ lệ ở lúc đầu nó có nhiều, tỷ lệ lên cao không nó xuất hiện nó thấp lắm. Lúc đầu tích được nó thì ngon chứ, sau này mới tích thì mấy đấy, bốn tướng rồi mà chỉ lại thua ba tướng thì nhục lắm. Cầm hai con tanh cơ lực lưỡng mạnh hoạch kia đấy, nó cũng có khả năng hồi máu khá tốt đấy này, thì thấy chưa, hồi máu tốt không. Tào nhân thì nó có khó quả giáp để mạnh bỏ qua 100% sát thương. Đây rồi, tào nhân đây rồi, tào nhân đây rồi, mã siêu luôn này. Ui, mệnh toàn tướng cao rồi, mệnh Cam Ninh nhá, 4 tiền, giả hủ 3 tiền. Mình đã có tào nhân chân rồi nhá. Mà bỏ mã siêu vào đéo được, bỏ mã siêu mất duyên. Duyên này là duyên gì? Kích hoạt cái gì đấy ta? Mã siêu kỹ năng của nó này. Đúng rồi, định mệnh bỏ cái mã siêu, dùng cái mã tắc đi. Dùng là dùng support. Kệ đi, đóng lại. Ở bên trên cái bảng lúc mua tướng nó có một cái dãy số phần trăm đấy, đấy là tỷ lệ của các tướng ra, tỷ lệ ra của các tướng nó sẽ nằm trên đấy các bạn. Mình cũng hơi rối rối cái việc là thằng nào cũng được đánh trước ấy, nó nhìn nó hơi bị phức tạp. Định mệnh này, định mệnh tào nhân lên chân rồi, bưu mắc tào nhân có khi lại hay. Có nên mắc tào nhân không ta? Mày làm thêm vài con tướng bút nữa nhở? Hay là chơi mẹ một mình tào nhân full đủ khỏe thế à? Làm tào nhân phê với đội hình full bút. Ôi đi mà mã lương này. Thế rồi. Sao có con mã lương? Mã lương. Mã lương thì nó kích được là từ một duyên thục, một duyên hình trái trái tim hình bút máu ấy. Mã gì? Rồi, cầm giữ mình con mã lương này ngon rồi. À, thì bạn kích hoạt duyên bút máu phê thật sự. Bỏ xuống. Đó, đó. Mày có khi lại ngon không ạ? Đội hình lại ngột ngạt lắm mà. Nhưng mà tào nhân không biết có lên được kim không ta? Tỷ lệ càng nói chung mà tài con này là sao thấp ấy, càng những hiệp cao thì tỷ lệ ra nó càng thấp, sẽ ra tỷ lệ những con tướng sao cao ấy. Tỷ lệ ra tướng sao cao cao hơn. Không tích từ lúc đầu game mà lên được nó là sau này không lên được đâu. Tỷ lệ mấy mấy tướng một tiền kiểu tào nhân này chỉ có lúc đầu mới nhiều thôi, tỷ lệ nó cao. Càng càng lên cao tỷ lệ các tướng cao tiền nó càng tăng lên, của những con tướng này sẽ càng bị tụt xuống. Mà tướng một tiền rất là nhiều nên thành ra rất khó để ra là những con tướng như vậy, tích được tích ngay từ đầu luôn. Mà từ hôm mình chơi rồi mình chưa gặp một trận nào có ông nào sở hữu một con tướng 3 sao ấy. Chứ gì cũng một con ai có một con tướng kim cả. Thì mẹ anh em thấy mẹ thế lực chưa, khỏe chưa, lại tào nhân này vừa bán con phi xong rồi ra hai con mẹ ha. Tào nhân mã tắc mã lương đây, anh em thấy cái tỷ lệ ở bên trên không đấy, cái tỷ lệ ở bên trên anh em thấy không đó.
Viva 4 ấy, 35, 25, 30, 10, 0% ấy. 0% là tỷ lệ tướng đỏ. Hiện tại bây giờ mình sẽ không bao giờ roi được ra tướng đỏ trong thời điểm hiện tại. Mình có reset thế nào cũng không bao giờ ra. À, team bạn cũng có Tào Nhân, có cả Tào Tháo luôn này. Tuấn Úc luôn này. Không định mệnh đánh Tào Tháo choáng luôn ạ. À, định mệnh nội tại của Tào Tháo được dùng trong tên này luôn. Đánh nó cái choáng luôn ạ. Choáng luôn này. Vậy. Các bạn, vâng, xin chào toàn thể quý vị và các bạn đã đến với channel của mình. Và hôm nay mình sẽ show cho mọi người một con bò đích thực. Nó là một con bò luôn. Trâu quá, cả team bạn úp vào. Nhưng mà cũng chỉ là mỗi lỗi inox thôi. Láo với chúng tôi ạ. Úi trời ơi, không ăn thua. Mạnh 4 tướng úp vào. Vâng, nó vẫn lửng lưỡng lưng đấy. Ôi Trần Cơ này, Khương Duy này. Khương Duy có một chú con ngựa này. Khương Duy có chú con ngựa này. Thay cho con Hoàng Trung là được. Khương Duy thay cho con Hoàng Trung được sẽ vẫn kích hoạt được duyên con ngựa và vẫn kích hoạt duyên thục. Đấy, hợp lý chưa? Quá là hợp lý luôn. Mà chất tư chất của nó cao hơn, không hiểu không? Lê Phan Nữa. Rồi, mạnh. Rồi. Siêu bút. Combo siêu bút. Cái quả từ duyên thục, cái quả từ duyên ngụy, cái quả từ duyên bút, cái quả từ duyên con ngựa của Tào Nhân. Ui, phun duyên mẹ rồi. Mã siêu này. Mã siêu của chúng tôi. Con Khương Duy đứng đứng đây, mẹ quét có một hàng đen nhỉ. Đứng ở kia quét được thằng Nam Hoa với cả thằng Nam Hoa với cả thằng Hoa Đà luôn. Khiếp, bạn ấy cũng dùng ba con bút liền này. Ôi má ơi. Ba con bút một con support. Đam chính mã siêu. Nhưng mà mã siêu một sao gì? Ăn thua gì? Ăn thua gì? Khiếp, nó như kiểu cầm nguyên cái xẻng đập úp cái mặt. Trời, không mất một giọt máu. Mạnh mẽ đấy các bạn. Đánh như thế đấy gì mã lương này. Có cả Trung Liêu này. Mẹ hứa chử luôn. Mình đang chơi team ngụy đúng không? Rồi lấy con này hợp kích được duyên của con hứa hứa chử này với con hứa chử này với con Trung Liêu này có cùng một bộ duyên. Có một cái duyên hình cái kiếm, cái duyên này duyên gì, tăng cái gì? Không có hình con ngự này, bỏ này vào rồi không kích hoạt được cái gì. À, Khương Duy có duyên 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 hình cái giáp kìa. Mình có thể bỏ Trương Liêu về để kích hoạt duyên hình cái giáp đó. Cũng hợp lý. Ui. Mạnh. Ui. Ủa, kiếp hai nó đánh đau thế. Ui đi. Phá lột bị thịt của tôi, nó quạt có cái. Ba con, mỗi con một quạt đứt luôn ạ. Trời đụ. Anh thấy ai chơi nữa các bạn. Nào, định mệnh, không có Tào Nhân thì Khương Duy gánh team ạ. Được không? Nhắm được không? Nhắm được không? Khương Duy tư chất cao mà. Tư chất cao mà. Định mệnh, một thằng lên bảng. Ui, thịt mẹ hoa. Có cả vụ hòa nữa mới nó mới bực chứ. Mẹ có cả vụ người yêu cũ của Công Phượng như này thì. Hoa Đà nữa, lấy Hoa Đà mẹ thay con nào đó thì mẹ chơi đội hình full boost thật. Thêm một tiểu kiểu thì mẹ nó lại chất lừ. Nhưng mà không, nguy hiểm lắm. Nguy hiểm lắm, không chơi full boost được bởi vì anh em vừa thấy con ba con kia của team bạn quạt phát mẹ bay luôn con Tào Nhân của tôi. Nếu như bây giờ mình chơi full boost build mình Tào Nhân chết các là đứng im mà. Cả tướng cứ đứng nhìn nhau vậy à. Không được. Ít tướng sát thương quá, khó thắng lắm. Rồi ok, như này đẹp rồi. Nào, mình được đánh trước ạ. Mình được đánh trước này. Bố thằng giả hủ. À, nhan lương của nó lên chân rồi này. Nhan lương của nó 2 sao này. Ăn thế nào được? Ui, có thịt mẹ, tôi nhìn nó giật giật thì như tôi tưởng như là con Tào Nhân tôi mới bị tê liệt chứ. Nào thì vẫn còn nguyên cục máu, trời đủ. Cục máu. Ơ, mẹ lúc nãy vừa thấy có con nào bị đóng băng đúng không? Lướt nhanh quá, không kịp nhìn. Bỏ.
chung không dùng bán, tính mẹ bán cho mẹ đó. Cả hoa đà đi không, mình nghĩ là không nên dùng, tống bút thôi, tống bút thôi, nhưng mà cảm thấy nó cứ thế nào Hạ Hầu Đôn ạ, Trương Cáp, Hạ Hầu Đôn, hay là lấy Hạ Hầu Đôn bán con Hứa, bán con Hứa Chủ nhỉ, nhưng mà Hứa Chủ nó có choáng toàn tim hay sao ấy, Hứa Chủ nhưng khả năng choáng là toàn toàn tim cơ mà vẫn ngon hơn không ạ? Đau nhỉ, đau nhờ, ô đi lại điểm vía bổ liên tục ạ. Mẹ cha nó điểm điểm vi chưa chân mà nó bổ toàn đè mẹ Khương Duy bổ ạ. Phải ra hay thật. Không sao, đi con mẹ mày. Tào Nhân tớ lại gánh tim. Ờ. Tớ lại sợ. Mẹ ở dưới đó còn Trương Liêu cơ. Mẹ combo đi mẹ. Bên bên trên chống Uy Triệu Vân xong cả Lữ Bố luôn này. Chân cơ này. Nhiều cái để mua quá mà tiền thì ít slot cũng hết rồi. Mua Triệu Vân về đi với Trương Liêu hợp lý không? Ôi Lữ Bố cũng có cũng kích hoạt kìa, Lữ Bố cũng kích hoạt được cái duyên đó, bỏ con Khương Duy ra thì nó mất một duyên cái hình cái giáp, mà Triệu Vân tư chất nó cao hơn, mà Triệu Vân nó không có khống chế căng ta. Có nên lấy con Lữ Bố vậy, muộn mẽ rồi, quên không khóa lại, đang cứ ngồi nghĩ quên xứ đi. Ui tìm mạng có Tôn Sách kìa. Ui mù luôn ạ. Eo ơi. Ôi lại còn cả xa cắt lửa nữa. Mẹ. Tôi chết rồi không. Mù mẹ rồi. Ui thề luôn. Cái chế độ ngoài mẹ Sách cả ba vậy sao. Hồi máu lại còn mẹ hiệu ứng không chế hàng ngang nữa. Hồi máu như trâu như chó ấy. Phản kích các kiểu. Ui mẹ. Chết con nhà người ta. Mã Lương, Hứa Chử, Tuấn Úc nữa không nhỉ. Hoa đà nhưng chắc là không dùng đâu. Tào Tháo đánh được không ta. Mẹ chơi game không biết kỹ năng tướng khổ thật sự. Triệu Vân này, mạnh có thể nào mình nâng được Triệu Vân lên cao không ta? Tỷ lệ đang 8% cho chứng tỏ này. Nâng được con Triệu Vân lên bậc 2 cái, lên chân cái mẹ lại khác biệt phải đái không ta? Nhưng mà tầm này tỷ lệ không để nó ra được con. Ui mẹ tư mẹ y chân kìa. Ui nhân phẩm vậy. Ui thì mẹ đóng băng luôn. Mẹ chưa gì vào trận nó khóa mẹ là Triệu Vân lại đứng im rồi. Trời đâu. Mẹ có con tướng bút máu trâu thì nó đóng băng bố rồi. Con tướng đam tốt thì nó cũng khống chế hai phát rồi. Cay thế nhở. Được rồi. Thoát rồi. Chết mẹ luôn còn gì nữa. Thôi chứ. Bực nhở. Tạo Nhân không lên, không lên được được kim rồi mày. Ui Tả Từ này, Tả Từ có sáp à. Tào Tháo này lên cái chân này, Mã Lương này, Tào Tháo lên chân thay con nào ta. Đủ duyên rồi, đủ duyên rồi. Thế dùng con Mã Tắc không ta, căng quá nhở. Ui mẹ để hàng ngang như này gặp team Tôn Sách nó vã ra thì không biết bố cháu là ai luôn đấy. Không gặp Trương Phi cũng vậy anh em ạ, nó cũng là giảm độ hàng ngang ạ. Mẹ, ui Trương Phi chân, mẹ Đổng Trác chân, Tào Nhân chân, Hoa Đà chân, eo ơi nhân phẩm thế. Còn gặp cả thằng Tư Mã Ý chấn nữa thế này. Cũng đó đã lên 2 sao nhanh thế. Mình cứ thiếu một con Triệu Vân nãy giờ cũng ra đấy đâu.
Mày chết chưa? Táp đi anh ơi, đúng rồi, mày quá thắng anh em. May vẫn thắng. Tào Tháo này, hết mẽ slot từ chân cơ này, chân cơ đang lên chân này còn hoa đà. Tào Tháo lên lấy hạo đôn thay cho con hứa chử à không, ui giá cát lượng này, ui chân cơ này, bán mẹ hứa chử đi nhỉ, cũng có dùng đâu, nâng một con lên cao hẳn xem nào, sao bán được à, đâu đây rồi. Mua chân cơ này, mẹ giá cát lượng, ui mẹ lại tiếp tục mã lương ạ. Bán tào nhân đi nhá, vậy thì mẹ có lấy không, lấy phải khóa lại, theo kịp đi mày, theo kịp. Ui lại gặp Tốn Sách ạ, ui lại gặp Gia Cát Lượng nữa ạ, ui mày hóa thạch kìa. Ôi chu cho má ơi, ôi tìm mà đánh kinh vậy. Ui Gia Cát Lượng, nó Gia Cát Lượng chân không ạ, Lục Tốn chân Gia Cát Lượng chân đấy, hóa thạch chí vãi à. Trời đụ, không chết một con luôn ạ, không chết một con luôn. Mã lương này, bán mẹ tào nhân gì à, đây cái mã lương này, tào nhân thần này nó không ra tỷ lệ tướng một sao, nó tỷ lệ còn có 14% thôi à, ra thấp lắm, mình mất duyên thông bút rồi đấy. Liêu kỹ năng hay cho chị Vân xuống hàng dưới, choang luôn, cày thế. À, lại 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 một thằng, mấy thằng này đúng mấy, nó dùng thay chỗ con lữ bố là thay bằng con gì nhỉ, đổng trác phải không, không phải nó dùng con đổng trác chân đúng không, giờ dùng lữ bố. Ui nhưng mà tôi kết tìm mẹ Tôn Sách với Gia Cát Lượng vãi ra, khỏe vãi lai ạ, quét thằng thằng sọc chất lừ luôn. Ui định mệnh đội hình này nó vã cho mình toang luôn. Tào Tháo này, tỷ lệ tướng đỏ là 8%, tướng cam là 24%. Dối quá, định mệnh thằng top 1 gần như nó chả mất tí máu nào này. 45 máu mới bị trừ, mất có 5 máu, khiếp. Ôi, thế mình cũng được top 2, giỏi thật. Mua Tào Tháo, gặp nó hay sao này, ui địch mình lại gặp thằng lồn này rồi, Tôn Sách với Tư Mã Ý của nó hay sao ấy, đấy nó lại ốp cho vào mồm rồi. Ui hai con Lữ Bố ạ, ui hai con Tôn Sách luôn ạ. Ô ma ơi, địch mạnh đội hình mẹ full tư chất 16 à. Ui, địch mạnh nát hết mất hết cậu ạ, nó nhảy cho hai cái mất hút hết tim rồi. Mày này thì mày có chế độ giống PUBG biến thành cái hòn gỗ không, chui ấy nằm đỡ nhục cái. Mày mất hết sợ thế, top 1 ạ. Ui còn một điểm thôi chứ nữa vứt luôn, mẹ roi nào sao các lượng tào nhân gì rồi. Sao các lượng giờ thay vào khó dùng lắm. Rồi 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 rồi, kéo ra gì, ôi trời ơi nhân phẩm như cướp, ôi trời ơi, ôi trời ơi, ôi trời ơi, ôi trời ơi, kéo ra từ thả tư toàn mày không gánh gì rồi đâu ạ, không gánh rồi, khó lắm. Không ăn được thật luôn này, nó dùng hai con da cát lượng ạ. Trời ơi, tớ cũng xin cậu.
nó vơ vét hàng hàng trước của tôi hết. Ôi, một con chết, một con bị tao hóa thạch. Hai không ra các lượng, mình để ra cái lượng dưới mồm triệu vân thế này, ngu thế. Sếp tìm cái ý đồ thế chứ. Có phải con tướng tam chính của nó mà. Là tướng Nam Hoa, sợ vậy. Ủa, mình top 3 chứ. Ok, hay chưa à? Có lẽ mình xin phép kết thúc video ở đây thôi. Mình sẽ gửi đến anh em những cái video trận PK tiếp theo. Đấy, ở trên kênh của mình. Anh em nhớ like, share, subscribe kênh giúp mình nha. Bye bye.